Đây là những hình ảnh do Bộ Quốc phòng Nga công bố. Trong tầm ngắm của một drone là một chiếc xe tăng Ukraine đang nằm giữa hàng cây, một hệ thống radar, một chiếc xe tải. Những chiếc drone mang chất nổ lao thẳng vào từng mục tiêu và phá hủy chúng. Drone cảm tử, drone chiến đấu, drone trinh sát, chưa bao giờ các loại thiết bị bay này lại có vai trò chiến lược trong một cuộc xung đột như bây giờ. Cả Nga và Ukraine đều sử dụng rất nhiều thứ vũ khí này, ít thiệt hại hơn tung quân tác chiến và ít tốn kém hơn so với chiến đấu cơ hay tên lửa. Qui sont relativement discrets parce qu'ils sont pas en métal, ils sont en fibre de carbone, ils sont en plastique, ce qui fait qu'il est très difficile de les capter et de les intercepter, de les détecter avec des radars. Những tuần qua, quân đội Nga đã tấn công nhiều thành phố Ukraine với các loại drone cảm tử mua của Iran. Đây là hình ảnh một drone như vậy lao xuống một tòa nhà ở Kiev, làm 4 người chết. Nga, cường quốc quân sự số 2 trên thế giới, nhưng trong kho vũ khí lại không có các loại drone tự sát tầm bay xa. Nga không muốn thừa nhận sự yếu kém này. Một chuyên gia quốc phòng của Nga đã phát biểu hớ hênh khi không nghĩ chương trình đang phát sóng. Ne me posez pas trop de questions sur ces drones iraniens. On sait tout ce qu'ils viennent d'Iran, mais les autorités ne veulent pas le reconnaître. Nga tìm kiếm các phương tiện đáp trả đó là vì Ukraine đã chiếm ưu thế trong cuộc chiến drone nhờ loại drone chiến đấu cơ đáng sợ của Thổ Nhĩ Kỳ, bí mật và nhanh. Một trong số các khí tài này hồi tháng 4 vừa qua có thể là đã đóng vai trò chủ chốt trong vụ phá hủy chiến hạm Moskva biểu tượng của Hải quân Nga. Ukraine khẳng định đã sử dụng loại drone đó để đánh lạc hướng quân Nga. Quân đội Ukraine cũng đã nhận được các loại drone tự sát từ phía Hoa Kỳ. Không quân của Mỹ đang bí mật triển khai chế tạo một loại thiết bị bay không người lái phục vụ nhu cầu của quân đội Ukraine. Đó là những loại drone chỉ nhằm vào mục tiêu quân sự. Theo phía Mỹ thì Nga đã sử dụng drone tấn công vào thường dân. Mais ça n'empêche pas les forces russes de ne plus avancer ou de perdre du terrain. Đây là một cuộc chiến công nghệ và tâm lý mà mỗi bên đang phải thích ứng từng ngày.